Rồi em ra đấy làm gì? Đây là con của ba Vin. Hôm nay là tròn 3 tháng, chắc chắn lắm rồi. Người như vâm rồi. Hôm nay chủ đến đón. À, chào Đen, Đen ra chơi với em đi. Nhờ. À, thích hoa hả? Chỗ này có hoa, thích hoa đúng không? À, đã tha được một món đồ chơi. Rồi, chạy vào trong đấy đi. Nhìn nó chạy chắc nịch. Anh Hùng núp ở đâu? Ừ, vào đây nào. Được. Thế là chúng ta có đồ chơi đúng không? Lại quên mất không cầm cái đồ chơi kia. Thôi được rồi, để lớn lớn thêm tí nữa để cho chơi vậy. Đây là con chân vàng, hôm nay chủ mới sang đón, chủ sang đón chân vàng về Gia Lâm. À, thay lông còn một tí cổ nữa thôi. Người là thay lông xong rồi, mọi người nhìn cái lông nó ngắn này. Lông nó rất là ngắn, nó thay xong rồi mà nó không hề có một cái độ gợn sóng nào cả. À. Đấy. Lộc cân thử con này chưa nhỉ? 12 cân. Cái gì? 12 cân. Làm gì mà sao nặng vậy? Anh lấy cân, lấy tay anh lấy cân, lấy em 1 cân nào. 12 cân nữa. 12 cân. Thật. 70 trừ 58. Ồ vãi nhỉ. Làm sao mà sao nhìn, sao nhìn nó có vẻ nó không được. Sao nó nặng ấy nhỉ? Thì con kia đón trước chục ngày, đón trước chục ngày nhỉ, tuần trước nhỉ, có phải tuần trước không nhỉ, hay là tuần trước nữa nhỉ? Con kia thì là hôm đấy là không cho ăn, con này là ăn rồi đúng không? Thì ăn sáng có một lạng, nó cộng với uống nước thì nó cũng thêm khoảng tầm khoảng tăng khoảng 3 lạng. Con kia hôm trước là 10 cân. Thế con này nhìn bé bé hơn tí, lại nặng hơn. Ôi đúng con gái mà Vin sợ thật. 12 cân. 12 cân hôm nay là tròn 3 tháng. Đẻ ngày mùng 1 tháng 7. Coi như là mùng 2. Nhưng mà cứ khai sinh thì cứ là mùng 1 đi. Cân thế là đạt chuẩn rồi. Thừa. Mùng chân đẻ. Đàn này cả ba con đều ăn theo con bố cái khung. Cái khung với cái lông tốt. Ừ, ra góc cái nào. Vớ được cái vỏ gì. Bọn này nhìn ở trên video nhìn nó bé tí, thế ra gặp mới thấy nó to. Nó cũng phải được tầm tháng nữa rồi anh. Nhìn nó cũng ấy, lúc video anh mới lên là nhìn nó bé hơn con kia, con cái kia. Con cái kia nhìn nó vẫn phải thế hơn. Con này bé nhất. Nhìn xin xin. Em vẫn thích cái con cái kia, nhưng con cái kia nó có cái là nó vết ở chân, em không thích. Đàn này lông tốt thật, thay lông là mới thấy lông nó tốt. Thay lông mới thấy là cái lông của nó tốt, siêu ngắn. Còn con đực, còn ông chủ đực đang bảo là đang có cái công trình đổ bê tông, đang có cái nhà mà phải tập trung vào đấy quá, để bảo là tuần sau chứ không là tuần này cũng đón luôn. Không là hôm qua hoặc là hôm nay cũng sang đón. Ê! Nào, đi nào. Đây là chủ chó sang đón đấy. Trời ơi, con này nó được cái nó vui vẻ. Tí tởn nó khỏe và nó nhanh cho nên là nó vui. Ok. Xong lên bàn uống nước thôi. À thưa thưa bế không, phải làm để còn có kiểu ảnh gì.
bế nâng ngực đây để anh bảo. Ok, bấm quay đây. Nó đang quay xem nào có cái gì để nhử nó nhỉ. Đây lấy cái này nhá. Cái này nhá. Ok, đẹp chưa? Người đẹp chưa? Chó đẹp, người phải đẹp nữa. Này, lại này. Đây, nâng cho nó hẳn ra đằng trước. Đây, đưa anh nâng nhỉ. Thế này. Đấy, để cho nó được ở đằng trước trước, nó nhân vật chính. Được chưa? Ok, bao lại. Bao đừng tắt. Ờ.